Đỗ Thành Khuyên kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 2020. Chúng tôi vừa hoàn thiện xong một lô hàng có 3 chiếc sập và một bộ cuốn thư, 3 chiếc sập thờ và bộ cuốn thư. Đây, làm theo đơn đặt hàng của chú Hiền ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong và đi lắp đặt tại nhà thờ nhà bác đây. Trước nhà thờ nhà bác, trước nhà thờ đang hoàn thiện. Đây, bác đặt một chiếc, ba chiếc sập thờ, một chiếc chân 22 và hai chiếc chân 20. Đây, chân 20 bên đây. Hai chiếc chân 20 bên đây và một bộ cuốn thư câu đối. Vâng, lại bộ cuốn thư câu đối. Bộ cuốn thư câu đối là chữ Đức Lưu Quang. Bên đây là câu đối là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh. Bên này là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đây, theo yêu cầu của bác là sơn son câu đối và cuốn thư sơn son thiếp vàng. Còn ba cái bàn này là bác sơn màu cái giám sáng cho bác. Hàng chúng tôi làm rất dày dặn, gỗ làm dày dặn, có đảm bảo và uy tín để cho khách hàng sử dụng. Giả chúng tôi làm 5 phân và ván mặt 2 phân, khuôn tranh đây 5 phân. Đấy, ván mặt 2 phân rất dày. Đấy, hàng chúng tôi lựa gỗ rất là dặn, dày. Này, gỗ là dày dặn, ván 2 phân rất đẹp nha các bạn nhé. Vân hàng rất nhiều vân đây. Hàng lục rất nét 100% bằng tay. Hàng chúng tôi lựa gỗ rất cẩn thận cho bác. Những mặt hàng này chúng tôi bán ra ngoài thị trường đã được nhiều khách ưa chuộng, như hàng mai điểu này. Đấy, bác đã tin tưởng Đỗ Thành Khuyên, bác đã về tận cơ sở chúng tôi đặt. Nay chúng tôi hoàn thiện xong để mang vào đây, vang vào tận trong Tĩnh Gia này để lắp cho bác, Nghệ Tĩnh để lắp cho bác đây. Hàng rất đảm bảo uy tín, hàng trần trọi, làm rất đảm bảo uy tín cho khách hàng. Hàng trần trọi, hàng dày dặn. Những mặt hàng này ngoài chúng tôi bán ra ngoài thị trường đã được nhiều khách ưa chuộng. Vậy ai có nhu cầu mua sắm những sản phẩm, những bộ sập thờ như vậy, cúng gia tiên như vậy, hãy xin liên hệ số điện thoại 0398 49 884 hoặc là nghề mộc La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại.